Rim lùng 98 anh em ơi. Đẹp lắm nha anh em. Con này nó ghim kinh khủng luôn á. Nó ghim cả tới cái gỗ mà gỗ gương nó còn luôn á anh em. Đấy. Cái dòng ghim lùng 98 này thì nó có từ rất lâu rồi anh em. Trước đó là người ta gọi là Acha. Acha rồi xong rồi đầu mà tới ghim lùng 94, 95, 96. 94, 95, 96 là lốc xám ha. Lớp sơn xám tới qua 97 thì sơn đen mà tem nhỏ tem nó nhỏ hơn 98 này, 98 thì tem này rồi cái đầu nó mới qua 99 thì nó tự tựa như rim 125 của Thái hiện tại bây giờ vậy đó, của Miên á, rim Miên á là cái mẫu rim 99 là bắt đầu nó khác biệt đi nhất. Còn các đời trước đó thì cũng ná vậy em ha, nó chỉ tay tem tay màu sơn kia được này kia được thôi, thằng này là 98 đó. Còn cái chuyện nó đăng ký nhiêu thì mình không biết, bô còn luôn nha, bô còn 985 luôn rồi. À, gấp sơn zin tem rồi còn chân, chắc xe này zin kinh khủng thiệt, máy như đạn. Để phép cho anh em coi cái nóc la phong luôn ha. Sao mở đây à, hay thích nhất cái yên á nè, bật chìa khóa cái nó tự nhảy lên cái một tay mình thao tác được đó. Đuôi điếc đồ ok hết, không có một ngọt, không có lủng liếc nữa anh em ha. Sơn lót sơn gì đầy đủ hết cho anh em về anh em chơi cho nó an tâm à, khỏi sợ một đuôi một điếc gì nữa đó. Cầm công tắc đồng hồ rất đẹp luôn, máy nè đây nè, đổi tay cái tay trái em không có làm được đây nè, máy quá máy luôn. Hồi nãy mới rửa vệ sinh nữa nè, rồi đẩy nằm nghiêng á. Quýp lắm anh em ơi, đầu cổ chưa đụng chạm gì hết. Đó, anh em giờ mà nắp xuống bắp số 8 luôn nè, gòn đen ha, đối với dòng này xài gòn đen nha anh em. Đó, chứ gòn xanh là chết luôn à. Mà anh em để ý cho, hầu như những cái xe mà năm 199 mấy là xài gòn đen hết, cả những cái dòng quay cũng vậy, quay Thái này cũng vậy luôn. Đó, năm 199 mấy là thường thường là xài gòn đen hết, cả tem lửa luôn nha anh em. Tem lửa cũng vậy á, anh em để ý thử. Hết biết cái máy chờ anh em nghe nổ đó nè, lắp sơn zin nè, rồi số nè, coi những cái giò nó còn zin chân luôn nha anh em. Con này quá dữ luôn đó, gỗ zin luôn nè, gỗ nguyên của nó luôn nè, gương hậu zin luôn nè, AAP nè, không bên ớt bên chữ ớt hả, rộng lớn nè anh em ha, gương hậu rộng lớn nè. Đèn đốm đầy đủ anh em ơi, con này nó làm cái cụm nhan này nó hay hơn tem lửa. Tem lửa nó làm cụm nhan thấy nó yếu, nó gầy gợt lắm, kết cấu nó không có chắc như thằng nghiêm lùng này. Diêm lùng này cụm nhanh nằm học vô đây rất là chắc chắn. Tem lửa thì nó có thêm cái miếng nhựa ngoài này nữa, rồi nó bắt vô lum lá chứ, nói chung nó hơi phức tạp. Dành Siam nè, ghê chưa, đẹp đó. Chưa tới 30 nha nè, chưa tới 30 ha, 28 triệu cho anh em. Biển cầm thẻ này đi, xe này giấy phố luôn. Còn anh em mà muốn rút hồ sơ sang tên thì thêm cho em 1 triệu nữa để em mướn cho bên dịch vụ họ làm cho anh em nha. Đẹp lắm nha anh em ơi, đẹp lắm, bửng đen luôn ha, bửng màu luôn, bửng màu theo xe luôn, bửng màu lúc nào cũng đẹp. Nhiều khi mình bán thì mình không có nói với mà bửng trắng vô nhìn nó không hợp khung anh ha. Ví dụ như hôm F3 phải bán cái lùng màu nâu thì cái bẩn màu nâu luôn,
Đó, con này thì màu đen vẫn đen luôn, tem còn tem zin luôn nè. Đó, em thấy không? Còn cái bẩn màu trắng vô là chết quớt à. Ha. Tem zin luôn đó. Con này hôm mua là ông chủ xe ông nói chú tính thay miếng thay tem đó. Trời ơi chú ơi, xém chú thay chết con. Cũng may ông chưa có thay. Tem zin ta gì rồi thay nè. Thấy không? Đó. Vì thôi chứ còn gì nữa, theo năm tháng năm 1990 mấy tới giờ mà mấy anh đòi bóng đẹp không rồi đâu được. Chơi mấy cái xe cổ này anh em phải chấp nhận. Chấp nhận nó có gì đó gọi là theo thời gian nó mới kỷ niệm được anh em, mới hoài niệm đồ được chứ đâu có mới quá luôn được. Bởi vì anh em mới chơi xe hoặc là mới về tập chơi đó, hôm phải bán chiếc 110-50 triệu cho anh em cũng gì 110 để 99. Anh em mua về biết anh em điện lên sao không? Xe không hài lòng lắm. Mình tưởng đâu xe 50 triệu nó còn tầm 90% chứ. Trời trời trời, em đọc tin nhắn em muốn gụng tim, em muốn xỉu luôn. Mấy anh suy nghĩ không có đúng. 110 đợi 99 bây giờ mà anh em tưởng còn 9% là trừ khi là cái xe đó anh em dọn ra. Dọn rồi anh em để cho nó xuống lại nó còn mới vậy thôi chứ. Làm sao mà còn 9% được. Mà giờ chín nhiêu chiếc 110 Thái mà đợi 99 là chín nhiêu 90% anh em giá trị nhiêu? Anh em comment giùm phép giá trị của nó hiện tại giờ nhiêu. Nếu mà chiếc 110 còn 9% đem lên mua cho 100 triệu. Đó, 90% đối với cái xe mà 9% là buộc phải vỏ còn nha. À, 9% là phải vỏ còn. Tem tiết còn hết trơn. Trời ơi trời, chỉ cái thắt nè anh em cứ hình dung ra. Nó bây giờ nói đơn giản cái con ở thắt này để cho anh em đánh giá. Mỗi người có cái phần trăm, có một cái cách nhìn nhận cái đánh giá không giống nhau đâu. Như cái con này, nói như con này nè, anh em đón nhiêu phần trăm? Con này làm gì được 9%? Có cái thắt này nè, không được đâu. Con này phép đánh giá là nó còn cỡ 80-85% thôi. Đó, anh em cứ hình dung ra cái độ mới đó. Như Mazda 3 nè, con này cỡ 80 đó. Cái xe mà tay ga là xe đời mới anh em ra chạy, chạy em chỉ cần thay cái vỏ thôi là còn không tới 9% đâu nha anh em. Chứ anh em đừng có đánh giá gì chứ 110 Thái 99 tới giờ mà ông nghĩ sao ông nói còn 9%. Tôi tưởng đâu bỏ cái 50 triệu nó còn 900. Có đâu nha anh em, chơi xe cổ hiểu cũng vậy là chết luôn á. Anh em mua ở đâu cũng vậy chứ không phải là riêng cửa hàng phép. Anh em phải hình dung được, phải mường tượng được. Trời ơi em muốn xỉu luôn á. Nghe nói trời anh để anh chơi đi, chứ anh đi mua nhiều khi anh đam mê mà anh không, tại anh mới bắt đầu chơi thôi chứ anh mua không đúng chỗ, vô mấy xe thuốc chuột không nữa khổ anh nữa đó. Chứ làm sao mà 110 nó còn 9% mà anh người ta bán cho 50 cũ đâu. Đem lại cho em mua cho anh 100 triệu luôn, mua gấp đôi cho anh luôn. Phải không? Thấy có đúng không anh em? 110 Thái mà 99 mà còn 9% giờ là hơi bị ngặt đấy. Qua máy. Nó cái đó là đôi lời tâm sự với anh em. Để hôm nào phép qua lấy chiếc 110 Thái để giúp quay review nói anh em cho anh em hiểu. Mà trong khi đó là video nha, phép quay là phép quay anh em là quay cả lúc còn áo rồi cả mở áo ra quay từng ly từng tí luôn. Mà không hiểu sao mà anh em nói vậy. Em làm kỹ dữ lắm luôn đó. Mà trên video rồi xong rồi còn gửi hình ảnh riêng cho anh em đó nữa. Chứ đâu phải mà quay cái video rồi là thôi đâu. Quay video rồi gửi hình gửi gì tùm lum tùm la hết chứ. Coi sao ra mà 9% là chút chết luôn. Rồi con này nói chung là pháp ấy ghim kinh khủng. Giá 28 cũ đó. Anh em có hoài niệm ký ức kỷ niệm gì với em rim lùng 98 này thì mua về để lưu niệm được chơi cà phê cà pháo đâu ha. Mấy thằng này thì giờ hiện tại bây giờ thì xài nữa không biết giờ hư nó nói. Nếu mà anh em xài mà biết chăm xe, yêu xe, kỹ nhất kỹ nhau thì thôi thôi bền vô đói đó đó. Rồi vài thông điệp phép cũng muốn gửi đến anh em. Chúc anh em cháy hết cái đam mê mình để có cái động lực trong cuộc sống nha anh em. Thích thì chơi thôi đó. Cuộc sống mà khoái nào chơi đó, không ai cấm cản mà được đâu. Tiền trong túi mình là của mình ha, còn miệng lưỡi là của thiên hạ, nói vậy thôi. Rồi xin cảm ơn.